Chào bác nhá, hôm nay cửa hàng Hoa Trang lên clip giới thiệu các bác lô máy cưa xích Nhật bãi nhá. Lô này em lên sẽ gồm có 6 máy nhá, lô chữ K sẽ gồm có máy Shidawa này, Echo này, Shidawa, Tanaka, Makita. Lô này rất là đẹp các bác nhá. Bác nào xem clip thì vui lòng cho em xin nút like, nút đăng ký kênh và chuông thông báo các bác nhá. Sản phẩm các bác mua cưa xích nhá sẽ gồm có 3 món là rũa tiếp và tô vít này. Rồi, em xin bác giới thiệu chi tiết luôn cái lô máy ngày hôm nay. Thì lô này sẽ lô chữ K nhá. Thì đầu tiên con cao 1 ngày hôm nay thì giới thiệu bác một con máy đến từ thương hiệu của Makita. Con này rất là đẹp, các bác nhìn bộ lăm xích của nó này. Đấy, máy xuất sắc luôn. Máy thì được trang bị công suất là 35cc, nòng 38 ly. Con này thì các bác cắt gia đình hay là các bác cắt hạ cây đứng, cắt tầm trung cũng ok nhá. Cắt banh gỗ tầm 40, đường kính 40 đổ lại thì rất là sướng. Máy thì rất là đẹp này. Đấy, con này thì thương hiệu đến từ thương hiệu Makita, một thương hiệu rất nổi tiếng nhá. Dòng này thì chạy bác cả bao là lợi xăng. Máy rất là chất lượng nha các bác nhá. Trọng lượng máy con này là 5 kg. Chạy siêu vip luôn. Con này khỏi chê luôn. Máy có bơm xăng phụ nhá. Trợ lực có luôn. Đấy, con này thì giá là đi 1,6 triệu bao ship thôi. Làm mặt cắt là 35, làm 40. Xích trung 91. Rồi, em test nổ con số 1 ngày hôm nay cho các bác nhá. 31. Xăng các bác nhá. Ok, không còn xăng trong bình rồi. Ok nhá, rất là chất lượng luôn. Con này giá 1,6 triệu bao ship K1. Đấy, quên không châm xăng. Rồi ok, tiếp theo K2. K2 thì một con máy đến từ thương hiệu của Tanaka. Con Tanaka tay dài nhá. Được trang bị công suất rất là mạnh nữa này. Con này 33cc này, nòng 37 ly nhá. Mã của nó là PMS335. Con Tanaka tay dài thì cái dòng này này thích hợp cho bác mình có tuổi rồi, hay là đơn thuần các bác muốn mua con cưa mini cắt xung quanh vườn nhà, cắt củi nấu rượu các kiểu nhá. Đấy, thì các bác chọn con này thì được trang bị lam mặt cắt là 30, lam 35, xích mini, trọng lượng 4,5 kg, thì là thuộc một trong những cái hệ mà siêu mini nhá, cắt thì lợi xăng, đặc biệt thì trọng lượng nó nhẹ nhàng, rất là dễ dàng các bác di chuyển. Con này thì tem mác này còn rất là đẹp các bác nhá, nói chung là xuất sắc. Đấy, đẹp chín nút luôn. Con này giá 2 triệu K2, con Tanaka PMS335. Rồi test nổ này, test nổ K2 cho bác nhé. Con này giá 2 triệu K2. Tiếp theo này, K3 này. K3 ngày hôm nay thì một con máy đến từ thương hiệu của Shidawa. Con này rất là đẹp nhá. Con này thì Shidawa hệ cắt gia đình, chuyên cắt gia đình của Shidawa. Mã của nó là E300. Các bác nào mình khó tính nhất nhá, cầu kỳ nhất hay là kiểu là cầu toàn nhất, muốn mua con cắt gia đình nhưng phải thuộc hệ rất là VIP thì các bác có thể tham khảo con này. Con này được trang bị suất là 30cc, nòng 36 ly. Hệ Shidawa thì các bác yên tâm về chất lượng luôn. Riêng Shidawa là thương hiệu số 1 máy cưa Nhật Bản rồi. Chất lượng rất là cao. Con này thì lam mặt cắt là 30, lam 35 nhá. Đấy, xích mini. Đấy, lam xích rất là đẹp này. Đấy, lam còn nguyên sơn nhá. Đấy, chóc tí sơn thì không thể tránh khỏi vì trong quá trình vận chuyển rồi. Con này thì quá xuất sắc luôn. Mặt tiền này, trọng lượng máy là 4,8 kg. Với cái dòng Shidawa này thì các bác xài các gia đình thì độ bền rất là cao. Và đặc biệt tua lớn nhá, các bác cắt vanh gỗ, nói để cắt gia đình thôi, nhưng đặc biệt các bác cắt vanh gỗ 35-40 ok luôn nhá. Trọng lượng máy là nhẹ nhàng, chạy rất là bền và lợi xăng luôn. Shidawa không phải nghĩ luôn. Này, rất là đẹp nhá, đỏ tươi luôn này. Rồi, con này giá 2,4 triệu bao ship nhá. Rất là VIP luôn. Test nổ con K3 này. Êm luôn. Chạy
chạy được quá chất rồi. Tiếp theo nhá, tiếp theo con cá bốn ngày hôm nay. Cá bốn ngày hôm nay thì em có con Echo 304 34cc, 34cc các bác nhá. Đấy, con này thì các bác cắt gia đình và các bác cắt khai thác tầm trung được. Đặc biệt thì với cái hệ Echo này các bác yên tâm, cái độ bền của những cái nòng của nó rất là cao. Riêng cái hệ Echo này nó nồi đồng cối đá luôn nhá, hệ anh em miền Tây nhìn phát biết luôn. Đấy, xài rất là bền. Các bác nào yêu cầu một con máy mà trâu bò nhé, độ bền cao, đối với những con như này thì các bác cắt cả ngày luôn, không bao giờ lo là máy nóng nó ra làm sao, cắt càng cắt càng khỏe luôn các bác nhé. Đấy, lam được trang bị lam Latinh luôn này, lam Latinh, lam mặt cắt là 35, lam Latinh tản nhiệt nhá. Đấy, mặt cắt 35 40. Trọng lượng máy con này là 5 kg. Chạy thì tua con này rất là lớn, cắt rất là trâu bò luôn. Dòng này thì phải nói độ trâu bò rất là cao. Rồi, con K4 giá 2,3 triệu bao ship nhá, K4. Test nổ K4 này. Gắt luôn các bác nhá. Con này thì có trợ lực các bác nhá. Chủ giật của nó trợ lực các bác nhá. Đấy, giật rất là nhẹ nhàng luôn. Rồi, con này giá 2,3 triệu bao ship này, K4. Tiếp theo này, tiếp theo con K5. K5 thì em có một con Echo nữa, một con cũng là thuộc cái hệ này, nhưng con này sẽ là cái con mà máy lớn nhá, được trang bị công suất là 44cc, Echo 441 siêu VIP luôn. Riêng Echo 441 thì các bác phải chạy nó như một cái chiếc xe phân khối lớn luôn. Đấy, siêu trâu bò. Làm được trang bị lam mặt cắt là đi 40, làm 45, xích là xài xích chân 325, làm Latinh nhá, rất là đẹp luôn các bác ạ, rất là đẹp luôn nhá. Đây này, rất là dày keng luôn này. Đấy, máy này quá xuất sắc luôn. Con này thì thích hợp cho bác đi khai thác chuyên nghiệp nhá, khai thác tầm trung, chỉ cắt xoàn cắt kèo kia khai thác chuyên nghiệp luôn. Trọng lượng máy là đi hơn 6 kg chút xíu nhá. Rồi, test nổ luôn con K5 này, siêu bíp này, Echo 441. Ui, hơi trắng đen luôn. Có này các bác xẻ xiếc rất là ngon nhá, xẻ thoải mái luôn. Có em luôn ạ. Con này giá 3 triệu bao ship này. Tiếp theo, cuối cùng ngày hôm nay em có con CDOA siêu VIP này. Con này là hàng siêu tầm nhé, các bác là muốn về mua về siêu tầm hay là trưng bày, hay là muốn mua con máy siêu VIP thì các bác có thể tham khảo con này. Con này là con CDOA 352 36cc, nòng 40mm, hệ khai thác tầm trung của CDOA nhé. Lam xích các bác nhìn cái bộ lam xích này quá uy tín luôn. Lam được trang bị lam mặt cắt là 45, lam 50, xích là xạ xích mini. Đấy, đặc trưng của CDOA rồi, riêng nói về CDOA quá chất rồi nhé. Chắc em không phải giới thiệu nhiều rồi. Đó là một cái dòng máy cưa số 1 của Nhật Bản rồi. Về cái chất lượng, độ bền, sức mạnh. Đây, hàm rồng, hàm riếc này. Rất hiếm khi CDOA 352 về có hàm rồng nhá. Đây, zin của nó hết này, mặt tiền này, đỏ tươi này. Con này quá xuất sắc luôn. Trọng lượng máy là 5,5 kg. Anh em đi khai thác tầm trung, cắt keo, quế các kiểu thoải mái nhá. Hệ CDOA này nó nhẹ nhàng, quá di chuyển dễ dàng. Và đặc biệt thì chạy siêu bền, siêu dễ sử dụng luôn. Bơm xăng phụ có này, trợ lực có luôn này. Con này thì hệ siêu VIP của CDOA rồi, 352, quá xuất sắc luôn. Con này phải nói là siêu nét nhá. Đấy, các bác là muốn mua hàng siêu tầm hay là hàng chất lượng cao, hay là các bác khó tính muốn mua con máy siêu đẹp thì các bác có thể tham khảo con này nhá. Rồi, em test nổ con K6, con cuối cùng ngày hôm nay và con VIP nhất ngày hôm nay. Con này giá 3,5 triệu bao phí ship cho các bác nhá. Đây, đây giờ rồi, trắng tươi. Có VIP luôn các bác nhá. Rồi ok, con này thì giá là 3,5 triệu bao phí ship nhá. Tiền nào của nó các bác nhá. Rồi ok, thì anh em nào quan tâm liên hệ trực tiếp qua số điện thoại gian hàng là 0976 123370 nhá. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video. Xin chào tất cả mọi người.